quá nhiều luôn, mùi hôi thối. Nhà cửa lúc nào tôi cũng phải đóng. Khi bỏ ra thì nhân chị có run, có cái mặt sắt và rất nhiều các cái tạp chất khác. Hôm nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2016, một thông tin không mấy tích cực với người dân ở các thành phố lớn khi mà chỉ số môi trường tại các đô thị ở nước ta đang suy giảm nghiêm trọng. Phân loại rác thải và chất lượng nước là hai vấn đề nóng nhất. Điều này thực ra không có gì xa lạ với chúng ta. Tuy nhiên là việc suy giảm các chỉ số quan trắc cũng như những gì mà người dân chịu đựng hàng ngày đã cho thấy các đô thị không hẳn là nơi trú ngụ tốt nhất, như là suy nghĩ của nhiều người mấy lâu nay. Chúng tôi sẽ chứng minh nhận định này trong phần sau của chương trình. Kính chào quý vị, tôi là Quý Linh, người sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút sắp tới. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ đi theo chương trình. Trong những ngày mưa lớn kéo dài, sạt lở đất ngày càng nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc, gây thiệt hại cho nhiều địa phương.